Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Thao Chứng Khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 7 tháng 9 và nhận định thị trường ngày 8 tháng 9 năm 2021. Hôm nay là một phiên mà thị trường rung lắc khá là nhiều các cái cổ phiếu và khá là nhiều dòng cổ phiếu thì điều chỉnh và giảm điểm trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên hôm nay thì dòng tiền quay trở lại với cái dòng ngân hàng là cái dòng mà yếu nhất gần đây. Ngoài ra thì một số cổ phiếu chứng khoán thì bùng nổ. Và hôm nay sẽ cùng anh chị phân tích mấy cái dòng đó và phân tích mấy cái dòng mạnh nhất hiện nay vẫn như thép, vận tải biển, dịch vụ vận tải. Tiếp theo sẽ cùng anh chị phân tích một số những cái cổ phiếu mà cho cái điểm mua bùng nổ trong phiên ngày hôm nay và một số cổ phiếu mà hiện nay cái hình mẫu hoạt động khá là ổn, khối lượng đang là kiệt thì có khả năng chạy trong thời gian sắp tới. Thì đầu tiên thì các anh chị cũng thấy là trong cái cấu trúc trình bày của mình á, bao giờ mình cũng đi theo cái nội dung, thứ nhất là về thị trường này, thứ hai là về các cái dòng cổ phiếu này, thì sẽ tập trung vào các cái dòng cổ phiếu mạnh. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì mình cũng sẽ phân tích những cái dòng một số dòng cổ phiếu yếu để xem nó có cơ hội hay không. Thì hôm qua anh chị thấy là mình có phân tích cái dòng banh đúng không? Hôm qua phân tích dòng banh thì hôm nay thấy bắt đầu nó quay nó chạy. Và tiếp theo phân tích một số cổ phiếu mạnh nữa. Đó. Thì từ đó thì mình sẽ đưa ra cái phương án hành động, cái chiến lược đầu tư trong giai đoạn hiện nay và một số cổ phiếu mình quan tâm hoặc là một số cổ phiếu có thể đã cho cái điểm mua theo cái slim để mua bùng nổ vượt nền, hoặc là một số cái điểm cổ phiếu là kiệt vôn thì chúng ta sẽ quan sát. Thì có cái file Excel thì hàng ngày các anh chị có thể mình sẽ gửi thông qua cái nhóm Zalo nhé, thì anh chị vào cái nhóm Zalo quét cái QR code ở bên tay trái ấy, thì anh chị thấy cái file này nó khá là đầy đủ đấy, nó có rất là nhiều cổ phiếu đây này. Thì anh chị có thể xem là các cái thông số của nó nhé, ví dụ như là về mã này, ngành nghề này, giá đóng cửa này, về khối lượng này, cổ phiếu thứ nhất là có bùng nổ trong phiên hay không này, cổ phiếu có phải thuộc nhóm cổ phiếu mạnh hay không này, cổ phiếu có phải là cổ phiếu lên xu hướng lên kênh trên hay không này, và hiện nay nó mạnh hay yếu hơn thị trường chung. Thì chúng ta so sánh với cái đáy gần nhất là ngày 24/8 này, thì thứ nhất là so sánh tìm ngành cổ phiếu và thứ hai từng cổ phiếu. Thì anh chị dùng cái file này nó mình nghĩ là nó sẽ có nhiều tác dụng đấy. Và thông thường những cổ phiếu mạnh thì nó sẽ có xu hướng mạnh tiếp, anh chị có thể xem lại những cái file gửi này mình gửi từ cái giữa tháng 8 thì có thể xem lại để mình có những cái kiểm chứng nhé, mình sẽ có những cái kiểm chứng và có những cái đo lường nhất định. Thì đối với đầu tiên là đối với thị trường chung nhé, thì thị trường chung thì mình trở lại phân tích một chút cho anh chị. Thị trường chung thì VN Index nhé, thì thị trường chung đầu tiên nói về chỉ số Index đã nhé. Index hôm nay là một phiên mà thường là bán ra khối lượng tương đối lớn anh chị nhé, khối lượng tương đối lớn. Tuy nhiên thì đây thì nó vẫn là một cái tiểu xu hướng nhé, nó là một cái tiểu xu hướng đi lên. Các anh chị thấy cái đáy xác lập gần nhất là ngày 24/8 này nhé, từ đó thì dòng tiền nó bắt đầu quay lại dần dần nhé. Thì sau một cái nhịp tăng như thế này thì ngay là một cái phiên chốt lời thì nó là chuyện bình thường, bởi vì nó phía trên này này như chia sẻ với các anh chị thì nó sẽ có những cái sự rung lắc nhất định, và bản thân là chúng ta nhận định thị trường giai đoạn hiện nay á, nó vẫn là những cái giai đoạn mà có thể là có những cái hoạt động sideways, chúng ta vẫn chưa đánh giá full 100% là thị trường sẽ là xu hướng lên nhưng nó sẽ là cái xu hướng hồi phục, cái chính xác nhất sẽ là xu hướng hồi phục và sideways nhé. Tuy nhiên là cái tích cực ở đây ấy, là dòng tiền quay lại khá tốt, là nhiều dòng cổ phiếu cũng mua vào khá là mạnh, tạo thành cái xu hướng rất là tốt, tăng trưởng khá là tốt. Do vậy là mình đặt ở cái góc độ là khá là tích cực nhé. Tuy nhiên là nó vẫn còn những cái rủi ro mà chúng ta phải có những cái sự cẩn thận nhất định đấy, thì bởi vì nó không rung lắc mà mình cũng chia sẻ với các anh chị là cái chiến lược của giai đoạn này này vẫn ưu tiên đánh các cái cổ phiếu kiệt vôn thôi, tức là kiệt vôn sắp bùng nổ hoặc là bùng nổ xong rồi nó test lại để nó chuẩn bị bùng nổ tiếp thì mình sẽ mua tại những cái điểm kiệt vôn như thế nhé. Chúng ta hạn chế các hoạt động FOMO đi, bởi vì mua FOMO xong, những kể cả mua bùng nổ xong mà nó điều chỉnh chẳng may mà thị trường nó sập thì chúng ta vẫn sẽ có những cái rủi ro nhất định nhé. Thì về cơ bản thị trường hiện nay nó vẫn là cái xu hướng hồi phục đi lên, và cái việc điều chỉnh hôm nay là chuyện rất bình thường anh chị nhé. Đối với VN Index thì hôm qua là vượt trên MA20 thì hôm nay vẫn là duy trì trên MA20 thì không vấn đề gì đâu nhé. VN30 thì hôm nay mặc dù là cũng kéo lên và bán ra, như VN30 thì hôm nay có vẻ là tích cực hơn là VN Index. VN Index này là giảm 0,3 điểm, thì anh chị thấy VN30 thì hôm nay là vẫn tăng 0,2% nhé, tăng 0,2%. VN Index thì giảm 0,3%. HP Index thì là vẫn tăng đi ngang có 0,0% này nhé. HLX Index thì là kéo lên nhưng mà đóng ở phía gần dưới chân này này,
Nhưng thì bản chất hôm nay nó cũng là những phiên bán ra thôi. Nhưng anh chị nhà bán ra và VN Index này thì tiêu cực hơn là VN30. Vì VN30 có một số cổ phiếu ngân hàng nó được đỡ khá là tốt, và đa phần rất nhiều cổ phiếu ngân hàng ở trong nhóm VN30. Đó thì là như vậy. Thì vẫn là hình vẫn trong cái tiểu xu hướng lên thôi. Tuy nhiên các hoạt động rũ bỏ test ở trong này nó sẽ thường xuyên nó xảy ra anh chị nhé. Thế thì cái chiến lược là vẫn đánh các cái cổ phiếu kiệt vôn, đánh các cái điểm test nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, và tập trung vào các cái nhóm mạnh ấy, các cái dòng cổ phiếu mạnh ấy nhé. Cái tiếp theo là đi về cái nội dung về cái dòng cổ phiếu mạnh ấy. Dòng cổ phiếu mạnh thì các anh chị có thể thấy trong cái file Excel này, chị có thể xem được nhé. Như là dòng này này, các anh chị xem những cái ngành nào mạnh ở đây là bình quân thôi. Đó, thì chị sẽ thấy đây, ví dụ như đấy, các cái dòng tăng rất là nhiều. Những cái dòng nào tăng mạnh nhất và tăng lớn hơn thị trường chung thì nó là cái dòng mạnh. Đó, anh chị đây. Đấy, như một số dòng mạnh như này. Cơ bản là về một số cổ phiếu về dịch vụ đầu tư này, nhóm dịch vụ đầu tư này, dịch vụ vận tải này, hóa chất cơ bản này, khai khoáng này, thép này, thiết bị xây dựng và vận tải biển. Đó. Thì mình có chạy ra cái phân tích đây rồi, thì anh chị có thể nhìn ở đây nhé. Nhìn được đồ thị này, cái này ở trên mình sẽ cho lên website. Cái cách mà chúng ta so sánh là chúng ta lấy cái ngày gốc và cái ngày 24/8 là ngày mà chúng ta thấy cái đáy gần nhất ấy. Nha, thì các anh chị lấy tính trung bình các cổ phiếu trong các cái nhóm ngành nhé. Và đến ngày hôm nay là ngày mùng 7/9 thì các anh chị thấy ví dụ như cái nhóm mạnh ở trên này là những khai khoáng này là nó tiếp phía trên này này. Tuy nhiên phiên này điều chỉnh nhé. Nhóm mạnh là khai khoáng, vận tải biển này, dịch vụ tài chính này, thép này, thủy sản này, cao su này, điện này, máy này, dịch vụ vận tải bán lẻ, ô tô này, bảo hiểm này. Đấy, VN Index đó tiếp chỗ này này còn 3,3% thôi. VN 30 là 2,0% nhé. Nhóm banh thì rất là yếu, nhóm banh thì trên VN 30 một chút nhưng mà lại dưới VN Index. Dầu khí này yếu này. Đấy, một số dòng yếu khác như gỗ và giấy, hàng không này, dệt may này. Đó thì thông thường thì chúng ta mua anh chị ở các cái đầu đầu xu hướng, các cái tiểu trend này này là chúng ta tham gia các cái dòng mạnh. Các chị thấy ví dụ như khai khoáng cái này có phải là hôm nay mới mạnh đâu, nó mạnh từ cái ngày 25 này nó đã mạnh rồi mà, anh chị thấy đúng không? Và thép này này đúng không, nó cũng mạnh dần từ ngày 27 là chúng ta đã nhìn thấy rồi này. Các chị thấy thứ nhất là các cái nào mà dốc lên và thứ nhất là đi lên, thứ hai là phải dốc lên. Nhưng còn hôm nay là rất nhiều dòng điều chỉnh hết này, hôm nay chỉ có mỗi banh là ngóc dậy thôi. Anh chị nhân là chỉ banh ngóc dậy và bán lẻ thì giảm ít. Đó thì nhìn đây thì chúng ta thấy là hiện nay là các cái dòng này khai khoáng, vận tải biển thì rất nhiều nhà đầu tư người ta kiếm được lợi nhuận rồi thì người ta chốt lời nhá, thì cũng nó cũng là chuyện bình thường nhá. Thì chúng ta cũng sẽ xem xét nếu chúng ta nắm giữ các cổ phiếu này nhá, thì khi anh chị nắm giữ những cổ phiếu như này thì chúng ta cũng phải xem xét nếu mà nó là xuất hiện các cái tín hiệu yếu thì có thể chúng ta sẽ cần phải ra khỏi thị trường, hoặc là những cái cổ phiếu các cái nhóm mạnh này nó sẽ tích lũy lại nhá. Đó, cái các cái nhóm mạnh thì khi chúng ta sở hữu các cái nhóm mạnh thì nó sẽ có cái xu hướng là tiếp tục nó mạnh và nó đi lên nhá. Thì anh chị có thể xem cái Excel này, anh chị cũng thấy hết thôi. Nó chẳng qua là cái đồ thị này thì nhìn thì nó trực quan hơn đấy, nhưng mà xem trên Excel là ok rồi, mình nghĩ là ok với các anh chị nhé. Thì thứ hai là đi vào phân tích các cái nội dung như tiếp theo á, thì đây thì các cái nhóm cổ phiếu tốt nhất thì thôi mình sẽ không phân tích nữa, anh chị tìm trong này này nhé. Anh chị chọn các cái cổ phiếu mạnh nhất này, này đấy, thì nó là những cái cổ phiếu mạnh nhé, những cổ phiếu mạnh nhất và trong những ngành mạnh nhất nhá, thì nó sẽ là cổ phiếu mạnh nhất thôi. Thì các anh chị nhìn đây, các anh chị nhìn đấy thì nó vẫn là loanh quanh mấy cái dòng mà chúng ta thường xuyên phân tích hàng ngày ấy nhé. Đó thì mình sẽ hôm nay sẽ phân tích một chút về các cái cổ phiếu bùng nổ này và đánh giá danh mục nhé, đánh giá danh mục cho các anh chị. Một số anh chị hỏi về các cổ phiếu nắm giữ thì mình sẽ đánh giá danh mục cho các anh chị nhé. Thì cổ phiếu bùng nổ hôm nay khá là ít nhé, hôm qua thì rất là nhiều nhưng hôm nay thì rất là ít anh chị nhé. Đấy, cổ bùng nổ hôm nay thì rất là ít, chỉ có mấy cổ phiếu về dịch vụ bất động sản này, là đầu cơ bất động sản này, nó là cái nhóm bất động sản đấy, chứng khoán này, chứng khoán có 2-3 cổ phiếu thôi. Thực ra cái bùng nổ này nó cũng chưa hoàn toàn là bùng nổ đâu chị nhé, bởi vì nó là cái sàng để mình lọc, cho nên là mình sẽ lọc tương đối rộng hơn một chút. Còn thực tế nếu nhìn bằng mắt thì có thể nó sẽ chưa đáp ứng cái tiêu chí bùng nổ đâu, nhưng mà mình cho ở đây để khi mà mình lọc, mình chia sẻ thông tin thì các anh chị nhìn thì các anh chị sẽ tức là thừa cổ phiếu hơn là cả bỏ sót. Ví dụ mình để nó đúng quá thì có khi anh chị lọc nó lại bay mất, cho mình đi rộng một chút. Đấy, dịch vụ đầu tư này còn chủ yếu là nhóm ngân hàng thôi, vận tải biển, thiết bị xây dựng nhé, nó chỉ có mấy cái rất là ít này, rất là ít anh chị nhé. Đó thì mình sẽ review với các anh chị các cái nhóm ngành ngày hôm nay nhé, đặc biệt là các cái nhóm ngành mà phía trên này này, khai khoáng, vận tải biển, dịch vụ tài chính và thép này này.
Đấy, và xong mình sẽ phân tích nhóm chứng khoán và nhóm banh để các anh chị thấy rằng hôm nay ra sao đúng theo cái tiêu chí đúng không, phân tích các cái nhóm ngân hàng chứng khoán thép vận tải biển đấy, cái nhóm mạnh. Ok thì mình sẽ phân tích ở đây cho nó dễ anh chị nhé, chuyển sang cái sheet đây, cái này mình sẽ lọc theo các cái nhóm ngành này, thứ tự các cổ phiếu từ mạnh đến yếu này. Theo yêu cầu của các anh chị thì mình sẽ rà soát một số các cổ phiếu nhé, nằm trong danh mục các anh chị mà các anh chị có đặt cái câu hỏi cho mình nhé, nhé thì cũng sẽ không đi hết được nhưng sẽ đi được một số những cái dòng, mình sẽ tập trung vào những cái dòng mạnh hiện nay xem chúng ta sẽ chốt lời như thế nào và chúng ta sẽ xử lý ra làm sao anh chị nhé. Thì ví dụ ở đây này thì có hai cái nhóm may mặc này, có cổ phiếu AAT này nhé, thì sau khi vượt cầu kháng cự thì khả năng chạy được đấy nhé và đang duy trì lên xuống lên tốt. Nhóm bán lẻ tổng hợp này thì mấy cổ phiếu này thì đang tích lũy thôi, PET này nhé, PET cần tích lũy thêm, có đi GW thì đang chạy được rồi nha anh chị nhé, nhưng mà đây nó là một cái uptrend một lượng thấp nhé, thì cổ phiếu này vẫn có xu hướng lên hoặc là sẽ tích lũy thêm nhưng mà cũng khá là tích cực. Còn FLT này vì thế giới di động thì nó đang ở trong vùng sideways, nó sẽ tích lũy tiếp nhé. Bất động sản này thì một số cổ phiếu thì cũng điều chỉnh, hôm nay phiên này điều chỉnh khá nhưng một số cổ phiếu vẫn đang duy trì chạy rất tốt này, những cổ phiếu nhỏ nhỏ này như BI này, BCR này vẫn có thể xu lên và chạy tốt này, DLH này và chuẩn bị có vùng kháng cự phía trên nhé, ABC nhé thì chỉ vượt kháng cự rồi đang đang hoạt động ở phía trên, có thể sẽ tích lũy lại nhưng mà vẫn chạy được anh chị nhé. Một số cổ phiếu mà anh chị quan tâm nhất thì Nam Từ Liêm này, Nam Từ Liêm thì sau khi thoát khỏi như anh chị thấy nhé, sau khi nó thoát khỏi cái vùng nền này kéo lên này thì nay nó đã rơi trở lại cái vùng nền rồi, nó có thể nó sẽ tích lũy thêm ở đây nhé, chưa đến mức quá rủi ro đâu anh chị nhé, nhưng mà nó sẽ có thể sẽ tích lũy thêm. Ví dụ Khang Điền nhé, Khang Điền cũng rất nhiều anh chị hỏi, thì Khang Điền thì đây là một cái phiên test này, đây là một cái đáy ngắn hạn này, đây các phiên test này các anh chị thấy vào các cái phiên mua vào là khối lượng cao này, test lại khối lượng thấp thì như này nó vẫn là ok, một cái xu thế lên nhé anh chị nhé, mặc dù chưa vượt cái đỉnh cũ nhé nhưng mà nhìn đây thì nó đang ở trong một cái xu thế lên. Vinhome nhé, Vinhome thì sau một nhịp rũ ra các anh chị thấy bán rất là mạnh nhưng hiện nay thì nó cũng đang cũng chưa, chúng ta nhìn đây thì chúng ta cũng chưa thể đánh giá tiếp được là như thế nào nhé, bởi vì nó vẫn trong một cái xu sau một cái xu hướng giảm và hiện nay thì nó đang mua bán nó vẫn khá là hỗn độn nhé, chưa có cái rõ ràng phe mua phe bán phe nào nó mạnh hơn hay tiếp tục ra sao, khối lượng rất là lớn anh chị nhé, cho nên chúng ta sẽ chưa chưa xác định được cổ phiếu này đâu. VIX nhé, VIX thì đang ở phía dưới nhé, khối lượng có vẻ kiệt hơn rồi anh chị nhé, khối lượng có vẻ thấp rồi. Tuy nhìn đến này thì chúng ta cũng chưa chưa thể chưa 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 tham gia được nhé, nhất là ở đây thì nó chỉ là trong cái vùng tạm tạm sideways ở phía đáy thôi nhé, có thể nếu nó phân phối nó sẽ rơi tiếp hoặc là nếu nó đủ mạnh đủ tích lũy thì nó mới đi lên, thì chúng ta sẽ quan tâm khi nó hoạt động ở phía trên này này anh chị nhé, hoặc là nó có những cái phiên SOS mạnh như thế này, nó chưa có phiên SOS, nó chỉ gọi là kiệt vốn thôi, kiệt vốn sideways nhé. Một số cổ phiếu chứng khoán này thì các chị thấy là ví dụ như là APG nó xu thế lên tốt này, AS này, VDS này nhé, xu thế lên nhé, này bán ra khối lượng thấp ok nhưng vẫn xu thế lên tốt nhé, CTS này thế này xu thế lên này, APS xu thế lên này, MBS này xu thế lên anh chị nhé, vượt các cái đỉnh cũ rồi, khối lượng dòng tiền vào nhé, VS này thế lên này, SBS thế nhé, xu thế lên hôm nay thì nó không, nếu mà nó đóng được ở phía trên của cái thanh thanh ba này thì sẽ đẹp hơn nhưng mà đóng như thế này là cũng đảm bảo rồi anh chị nhé, vẫn an toàn xu thế lên hết ok. Đấy, VCI này, đây là bùng nổ nhé, bùng nổ khối lượng gia tăng và đây là điểm mua bùng nổ đấy nhé, điểm mua chuẩn theo Ken Slim đấy, điểm mua bùng nổ. AGR thế nhé, AGR hôm qua để mua bùng nổ này, hôm nay điều chỉnh khối lượng thấp thì vẫn xu thế lên thôi anh chị nhé. HCM thế nhé, HCM loanh quanh ở vùng ấy rồi, ở vùng kháng cự phía trên rồi, như thế này khá là tích cực nhé. EVN này qua vượt rồi này, hôm nay điều chỉnh lại thôi, không vấn đề gì, vẫn xu thế lên, khối lượng nó có tăng một chút xíu nhưng không vấn đề gì anh chị nhé. Đấy, FTN thế này, FTN vẫn ok nhé, nó tích lũy. SSN thế nhé, SS khối lượng vào rồi
ok, xu thế lên thôi, không vấn đề gì. Thì dòng chứng khoán khá tích cực, PCI USS này thì hôm nay kéo lên nhưng mà không đóng phía trên được, khối lượng gia tăng một chút nhưng không sao cả, xu thế lên. Viên đi anh chị nhé, có một số anh chị hỏi viên đi đúng không, viên đi thì nó tích lũy thôi nhé, khối lượng bắt đầu thấp dần rồi. Ok, NNA thế nhé, NNA thì hôm nay cũng đánh nhé, nó có khối lượng vào đấy nhưng mà nó không kéo lên được bởi vì đâu đó vẫn còn cái lực cung ở phía trên này này, thì có thể các cổ phiếu này, một số cổ phiếu này thì nó vẫn cần tích lũy thêm anh chị nhé, vì NNA vẫn tích lũy thêm. Ok, những cổ phiếu dưới này thì cũng ok nhé, đây có BWE này tích lũy ở phía trên này đấy. Rồi, cái dòng dịch vụ vận tải anh chị nhé, nó là cái dòng mạnh vừa qua nhé, thì ví dụ hiện nay có TCO này lên tốt này, HAH này vẫn lên tốt anh chị nhé, sau khi vượt nền nhé, rất là đẹp. Cổ phiếu HAH này em sẽ chia sẻ với các anh chị, nó có những cái điểm mua test rất là đẹp ở trong này luôn, chia sẻ với các anh chị các cái điểm mua rất là đẹp nhé. DXP này thế, nó tích lũy ở trên này nhé, khối lượng thấp xu thế lên nhé. SGP thế nhé, xu thế lên anh chị nhé, hôm nay bán ra một chút nhé nhưng không vấn đề gì đâu. Đấy, mấy cổ phiếu dưới này thì xấu hơn, mình tập trung với cổ phiếu đẹp hơn thế nhá. GMD thì xấu hơn một chút nhé anh chị, đấy là khi bán ra khối lượng thấp này, bán ra khối lượng gia tăng một chút nhưng mà cũng chưa vấn đề gì đâu, như thế này nó sẽ cần tích lũy thêm nhé, nó sẽ cần tích lũy thêm đây, cả cái vùng cũ của nó này có thể là tích lũy thêm vùng này. À, một số cổ phiếu về hóa chất nhé, hóa chất thì anh chị thấy là hóa chất này. Đấy, TCM này, hai phiên này bán ra một chút nhé, do là thị trường nó rung lắc, thành ra là một số nhà đầu tư người ta chốt lời thôi, nhưng mà đây thì chúng ta cũng nên thận trọng. Tuy nhiên là các anh chị thấy trong xu thế lên này, đây là một cái nền ngắn hạn của nó này, như này thì nó vẫn nay nó vẫn trên MA10 nhé, vẫn trên MA10 thì mình thấy là nó có thể nó sẽ tích lũy thêm nhưng mà về cơ bản thì vẫn an toàn, các anh chị vẫn thấy xu thế lên mà đúng lát này thì rủi ro này, thủng MA10 rồi các anh chị có thể nó sẽ cần tích lũy thêm đấy nhé, lát rủi ro DPM nhé, nói chung mấy cổ phiếu này đang tích lũy lại nên chị nhé, đang tích lũy lại. Hóa chất cơ bản này thì đẹp hơn này, VNP thì thoát lên phía trên này đấy, như này thì vẫn chạy được nhé, vẫn chạy được. DDV thế này, DDV vẫn chạy được nhé. PLC nhé, PLC thì vẫn chạy được nhé, vẫn xuống thế lên. Đấy, GBL lại thế này, vẫn xuống thế lên. Nói chung CSV là một up plus cộng phiên bán ra, thì cái này có thể nó sẽ mất, nó sẽ rủi ro anh chị nhé, nó sẽ có rủi ro là tích lũy thêm nhé, hoặc là sẽ rơi, sẽ rủi ro. CSV thì bán được rồi nhé, cái cổ phiếu dưới này thì vẫn ok. Cái nhóm khách khoáng này anh chị thấy này, hôm nay nhé nó vẫn xu thế lên được nhé. MR nhé, MR thì đây này, đây là cái vùng kháng cự cũ này anh chị thấy này, thì có thể nó sẽ tích lũy thêm ở phía trên này nhé trước khi nó chạy. Đấy, V và PG nhé, xu thế lên. TNT nhé, TNT thì hôm nay là dòng tiền vào nhé, nhưng mà vẫn ở trong nền thôi anh chị nhé, thì chúng ta nên chờ thêm, nó là một cái tín hiệu SOS, tín hiệu mạnh, nhưng mà chúng ta chờ nó như này có thể nó vẫn tích lũy thêm ở đây. Cái này thì xấu hơn nhé. Khai thác than này thì hôm nay là một up plus rồi anh chị nhé, up plus rồi, ví dụ anh chị nào mua ở đây thì chốt lời đây rồi nhé, up plus chốt lời. Hôm nay là up plus. Up thông thường một up thrust như này thì nó sẽ chưa, cổ phiếu chưa rơi dùng ngay được anh chị nhé, có thể nếu nó cần một cái thanh bán ra mạnh nữa thì nó mới rơi nhé. Thông thường nếu cổ phiếu đang chạy chạy mà có dấu hiệu chạy nước rút như này này thì thông thường nếu up thrust thì chúng ta có thể bán cũng được, hoặc là nếu mà ngày phiên ngày mai ấy, mà anh chị thấy nó bán ra khối lượng gia tăng thì ngày mai chúng ta sẽ là phiên chúng ta sẽ phải thoát hàng anh chị nhé. Đấy, TBD thế này, sau mấy phiên chạy thì lại còn up thrust thì rủi ro nhé, rủi ro nhóm than lại rủi ro rồi nhé. Đấy, đây là up thrust, đây là những up thrust khối lượng thì không cao lắm nhé anh chị nhé, nó phải cần thêm một thanh nữa giảm khối lượng lớn đóng ở phía dưới thì mới là, thì là sẽ rơi hoặc là sẽ tích lũy thêm, nhưng mà như này là rủi ro nhé, chúng ta thận trọng. Nếu anh chị đang có lợi nhuận cao thì anh chị có thể chờ ngày mai cũng được.
Còn nếu mà để xác định bảo toàn lợi nhuận thì hôm nay đúng là cái phiên mà chúng ta cũng có thể bán được, cân nhắc việc bán được. Còn đối với ngân hàng ấy chị nhé, ngân hàng thì có EVF này. EVF thì là cổ phiếu mà phát tín hiệu đầu tiên nhé, trong lần này là chạy vượt nền nhé. Hôm qua nó là một phiên lên đây khá là tốt, một phiên chuẩn bị khá là tốt, hôm nay là phiên bùng nổ nhé. Đấy, NVB này, NVB thì hôm nay chả có khối lượng mấy, khối lượng có 441 cổ phiếu thôi, nhưng mà giá thì thoát khỏi nền anh chị nhé, bởi vì trước nay chả có ai người ta bán ra cả, nên chỉ cần một cái lực lực cầu vào rất là nhỏ thôi, nó đủ nó đẩy lên rồi nhé. Trong ngân hàng ở đây thì cũng chia sẻ với anh chị là ngày hôm nay ấy, thì là một số cổ phiếu bùng nổ, nhưng mà chúng ta cũng cần nên bình tĩnh chờ nó test lại. Tại vì sao nói thế, vừa hôm qua mình vừa phân tích với anh chị ấy, là các cổ phiếu ngân hàng đa phần nó loanh quanh ở phía bờ vực rồi, tức là rất nhiều cổ phiếu ở phía bờ vực. Tất nhiên nếu phía bờ vực cái này thì thông thường nếu mà thị trường rơi mạnh thì các cái nhóm ngân hàng nó rơi thì sẽ là đứt, sẽ là phân phối và đứt. Tuy nhiên nếu thị trường hồi phục được ạ, mà các cổ phiếu ngân hàng này thì nó vẫn có một kịch bản đi lên, nhưng mà để đi lên sẽ có hai cái kịch bản mà chúng ta tham gia, ví dụ nó sẽ shake out. Hôm qua về phân tích cổ phiếu của anh, biết anh chị thấy lên quanh nó shake out xuống đây này, xong nó giật lên á, mà shake out mà không chết, tức là rũ bỏ mà không chết thì giật lên thì nó sẽ cân bằng lại, chúng ta mua sẽ an toàn hơn nhé. Tuy nhiên là nó đang kiệt vôn, các chị thấy đây đa phần là rất là kiệt vôn rồi, các chị thấy kiệt vôn đúng không? Thì khi mà kiệt vôn như này thì đây nó, khi kiệt vôn này nó cũng là tín hiệu mạnh nhé, nó là tín hiệu mạnh, nhưng mà nó sẽ cần phải có một cái sự rũ bỏ nữa để xem những cái ông nào mà luẩn quẩn loanh quanh ở đây này, ông ấy sợ ông chạy chạy nốt đi thì nó sẽ an toàn hơn. Nhưng mà nếu mà nó vẫn luẩn quẩn loanh quanh ở đây mà nó chưa shake out á, thì kể cả đây là những cái tín hiệu mạnh, các cái tín hiệu nó là các cái tín hiệu breakout, như breakout trong nền nhé, thì thông thường như thế này này thì nó cũng vẫn chưa an toàn cho chúng ta anh chị nhé, bởi vì sau đấy nó sẽ test lại, nhưng nó sẽ test lại đấy, sẽ test lại, hầu hết nó sẽ thế nhé. Cho nên tại sao mình nói cổ phiếu ngân hàng này đấy, anh chị đây là vùng đáy này và bờ vực này, chỉ du nó một cái là rơi đến đây đấy, tức là nó bờ vực của cái vùng hỗ trợ nhé, nó là bờ vực của vùng hỗ trợ, thì du nó phát, nếu du mạnh thì nó sẽ rơi nhé. Tuy nhiên ở đây nó bùng nổ đấy, hôm qua vay Vietcombank này, nếu shake out tốt nhất là dòng banh thì nên shake out rũ bỏ xong kéo lên thì chúng ta đánh sẽ an toàn hơn, bởi vì như vậy là những cái nhà đầu tư nào người ta yếu bóng vía trong này là người ta cũng sẽ chạy hết đi, thì nó sẽ là ngon ngon nghẻ hơn anh chị nhé. MSB này thì mấy phiên khối lượng kiệt này thì kéo lên thôi nhé, như này thì nó vẫn có thể test lại, nó vẫn có thể test lại ở vùng đây anh chị nhé. Đấy, đặc thù của dòng banh là như vậy, việc chúng ta mà mua đuổi những phiên bùng nổ như thế này này là chúng ta sẽ có thể dính test lại đấy. EIB thế này, EIB các anh chị đây này, đúng không, đây phải là một cái vùng tắc nghẽn, một vùng sideways không, đây là một downtrend chen đúng không, thì đây có phải là bờ vực không, đây là những phiên bờ vực nhưng mà khối lượng kiệt đúng không. Tất nhiên bờ vực ở đây thì giống như các cái lực lực du ở trên xuống gần như nó cũng chả có mấy, nhưng mà đâu đó vẫn có rất nhiều người người ta lỗ, người ta mắc kẹt ở phía trên này này, người ta mua từ phía trên này mắc kẹt ở đây này nhé, thì lên đây này người ta sẽ xả ra, người ta sẽ xả tiếp ra, thì chính là các cái phiên test đấy, khi xả mà không xả được nó mới hồi, thực ra nó vẫn phải cần có một nhịp test, tức là test sau khi nó có những cái tín hiệu SOS anh chị nhé, nó là cần thiết, còn bây bảo nó chạy lên ngay thì mình nghĩ là nó cũng khó đấy nhé. Thì dòng ngân hàng nên quan sát thôi, hôm nay chưa nên tham gia nhé, rất nhiều cổ phiếu có dòng tiền quay lại nhưng mà theo mình chưa nên tham gia, nên chờ nó test lại để cho những cái ông mắc ở trên này ông ấy sẽ thử xem ông ấy như thế nào đúng không, ông ấy có phải là những cái nhà đầu tư yếu vốn vía mà cần thu hồi vốn ngay không, đấy thì nên nên theo dõi đấy. Cái nhóm thủy sản này chị thấy một số việc chạy khá tốt này, ANV nha, ANV thì đây là cái vùng kháng cự cũ của nó này, thì nó mua vào vượt này bán ra khối lượng như này thì có thể sẽ cần tích lũy thêm anh chị nhé. VSC, thì VSC thì lên rồi, ok như này thì vẫn là xu lên thôi, không vấn đề gì. Đó. Mình sẽ phân tích cho anh, các anh chị cái dòng thép, thép đi, thép TLH như này nhé, thì không vấn đề gì, hôm qua mua vào mạnh, hôm nay có một cái uptrend ở đây, nhưng mà cơ bản thì phải có một cái thanh nữa bán ra khối lượng lớn thì nó mới làm suy yếu cổ phiếu thôi, được nhé, còn chưa không có, chưa vấn đề gì. Như này vẫn xu lên, Nam Kim vẫn lên thôi. Khối lượng gia tăng một chút chưa vấn đề gì, SMC cũng thế, TVN vẫn lên nhé, TNS uptrend khối lượng vừa phải vẫn lên được, trừ khi ngày mai nó đao có một thanh bán khối lượng rất mạnh ở đây thì là sẽ
có thể sẽ đứt, còn không thì không sao. Đấy, hoa sen qua điểm mua nhé. Hôm nay bán ra khối lượng cũng vừa phải như này, không đề gì anh chị nhé, không đề gì. Như này thì nó sẽ có thể sẽ cần tích lũy thêm nhé. Nếu bán ra khối lượng lớn một chút như này thì có thể cần tích lũy thêm phía trên. Không đề gì đâu, HMC. Hòa Phát nhé, Hòa Phát thì hôm trước có phân tích cho anh chị rồi, đúng không? Bản chất là đây là nó cũng là một SOS này, hôm qua là một SOS nhé. Hôm nay nó là một phiên test lại thôi, nhưng mà hơi khối lượng hơi lớn, có thể nó sẽ phải test thêm anh chị nhé, có thể nó sẽ phải test thêm. Đấy, sau đấy nếu lên được thì nó mới lên tiếp được anh chị nhé, cho nên là bình tĩnh thôi. Đấy. Ok, vận tải biển này thì rất mạnh mạnh anh chị nhé, vẫn mạnh nhá. Đấy, VOS này, VNA này, PHP nhé, nhóm này thì vẫn duy trì lên được. Day up thrust không sao cả, lượng thấp nhé, không nền gì vẫn lên được. Đấy, PVP lại thế này, SWC lại thế này. Ok chị nhé, thì bây giờ mình sẽ đi vào nội dung tiếp là phân tích cái gì nhỉ? Các cổ phiếu kiệt vôn, các cổ phiếu kiệt khối lượng á, các cổ phiếu kiệt lượng, khối lượng là để mình mua, để mình mua các cái điểm test á, thì chị xem ở trong này nhé. Đấy, các chị xem vào chỗ này này, tham khảo đây này. Đây nó không đúng tuyệt đối đâu nhá, nhưng mà mình hy vọng là anh chị sẽ lọc được một số cổ phiếu nào đấy mà nó sẽ hợp lý nhé. Hôm nay thì các cái cổ phiếu mua bùng nổ theo cái hình mẫu của Kensington thì có mỗi VCI thôi nhé. Trong số lượng các cổ phiếu bùng nổ rất là ít như thế, đúng không? Hôm nay chủ yếu nổ về ngân hàng và nổ về một số cổ phiếu về chứng khoán, nhưng mà các anh chị thấy có mỗi VCI thôi nhé. VCI thì hôm nay là cho điểm mua bùng nổ vượt nền nha anh chị nhé. Một số cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm được, ví như Khang Điền. Khang Điền thì hôm trước cũng chia sẻ với anh chị, quan tâm từ mấy phiên trước, anh chị xem lại cái video trước ấy. Thì sau đó nó bùng nổ thì nó test lại thì chúng ta tiếp tục quan tâm thôi. Còn Khang Điền, VND, CTS và BWE, Khang Điền này, cả DH này. Ok nhá, đấy thì anh chị thấy nó xu thế lên, test lại thôi thì vẫn lên được nhé. CTS, CTS này thì xu thế rồi, vừa nền nhá anh chị nhé. Đây là các cái phiên nay khối lượng thấp đấy, thì cơ bản nó sẽ an toàn đi lên nhé. BWE đấy, ok, khối lượng kiệt anh chị nhé, như này khối lượng kiệt này. Đấy thì nó là nền này, là tích lũy nó sẽ chạy được. Đó là mấy mấy cổ phiếu mình nghĩ là nó có những cái tín hiệu có thể sắp chạy trong thời gian tới, thì anh chị có thể quan sát cổ phiếu này. Ok anh chị nhé, các anh chị có cái câu hỏi nào hoặc quan tâm các cổ phiếu nào thì vui lòng là comment phía dưới video, thì mình sẽ làm các cái video tới, hoặc là các anh chị nhắn tin qua Zalo cho mình sẽ giải đáp. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ, hẹn gặp lại.